Được mà người phải nhờ
người tốt khỏi ách nàng. Bèn kêu một thị đến gần, truyền cho diệu pháp năng cần thiết thi. Rằm tháng bảy là ngày thứ tư, mười phương tăng đều giữ lễ này. Bài toan sắm sửa chớ chày, thức ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải sắm dưỡng nằm nén lót, cùng thao bồn đèn thuốc nhang dầu. Món ăn tinh sạch bảo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Chư đại đức mười phương thọ thực, trong bảy đời sẽ được siêu thân. Lại thêm cha mẹ hiển tiền, đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàng. Vì ngày ấy thâm tăng điều độ, giàu ở đâu cũng tổ hỏi về. Như người thiền định sớm khi tránh điều phiền não chấm về thiền na, hoặc người đặng bốn tòa đảo qua công tu hành nguyện thọ vô sanh, hoặc người nuôi thầm kinh hạnh chẳng am quyền quý ân danh lâm tòng, hoặc người đặng lục thông tâm phát ơi và những hàng duyên giác tinh văn, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sai ở gần chúng sanh. Điều trì giới rất tâm rất tình, đạo đức dày chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục quần. Người nào có sanh ra vật thật đặng cúng dường tự tư tăng thời, hiện tiền phổ mẫu của người. Bà con quyên thuộc thấy điều nhờ ơn ấy, ba đường có chắc rằng ra khỏi cảnh thân nhàn hương thọ tự nhiên. Như còn cha mẹ hiển tiền, nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường. Như cha mẹ bài đời quá vàng, sẽ quá sanh về coi thiền cung. Người thời tuân tu hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thể thức sau này. Trước khi thọ thực đàn chay, phải cầu chú nguyện cho người tính gia. Cầu thất thế mẹ cha thí chủ ơi, định tâm thần quán đủ đừng quên. Cho xong định lý hành thiền,
mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dân. Khi đó dùng nên vật thật trước Phật đài hoặc tự tháp trung, chư tăng chú nguyện nguyện dung sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp Cô Tế Phật vừa nói dứt, một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ vẻ vui mừng. Một liên cùng hết khóc than rầu buồn, một liên mẫu cùng trong ngày ấy kiếp khổ về ngã quê được ta ngay. Một liên bạch với Phật rằng: Mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nền, lại cũng nhờ quái thần Tam Bảo, bạn chẳng thì nạn khổ khó ra lấy, như sao để tự xuất gian vô lan bồn pháp dùng mà đổ sanh. Đổ cha mẹ còn đương tại thế, hoặc bài đời có thể đặng công. Phật rằng: Lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con liền hỏi theo. Tiền nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần, tam công tệ tướng bá quan, cùng hàng lễ thứ bản dân cõi trần. Như chi muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thất thế tình thâm. Đến rằm tháng bảy mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng tù về, chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ, phải sắm sanh đủ vị cơm canh, đừng trong bình ba tinh anh. Chờ giờ tự tư chúng tăng cũng dường, đặng cầu nguyện sống được trường thọ, chẳng ốm đau cùng chẳng khổ chi, cùng cầu thật thế đồng thì lìa nơi ngã quy sanh về nhân thiên, đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân. Môn sanh Phật tử ân cần, hành tu hiếu thuận phải cần phải chuyên, thường cầu nguyện cha mẹ an ổn, cùng bái đời phụ mẫu siêu sanh. Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền lễ Cô Tế chí thành sắp đạt, để cúng dường chư Phật chư tăng. Ấy là bao đất thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân bụi đồng, đệ tử Phật lo âu gìn giữ mới phải là thức tự thiền môn.
vừa nghe dứt pháp lan bồn mà môn sanh tứ chúng thấy đồng hỷ hoan. Một liên với môn ban Phật tử nguyện một lòng tin sự phụng hành, trước là trả nghĩa sanh thành sao là cứu giúp chúng sanh muôn lời. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Phật nói kinh bao nhiêu công ơn cha mẹ, một tố nọ Thế Tôn mang trù ảo xá về thành kỳ thủ viên trung. Chư tăng nhân hỏi rất đông, tính ra số đến hai muôn tám ngàn, lại cũng có các hàng Bồ Tát hỏi tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Bên đường bồng rành rành mắt thấy núi dương khô bỏ đây lâu đời, Thế Tôn bèn vội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan tôi lòng ái ngài, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương, vội vàng xin Phật dạy tường. Thầy là từ phụ ba phương bốn lời, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương khôn. Phật rằng trong các môn đồ ông là đâu vậy không, bởi chưa biết đục trong chưa rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu đông xương dồn dạp bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hề chân cùng có bà cha tự tự sanh lục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lệ bái kính người tiền bối và ngắm ngồi vì nhớ kiếp xưa, đông xương hỗn tạp chẳng vừa, không phần trai gái bỏ bừa khó coi, ơi chịu khó xếp xôi cho kỳ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt khúc phàm mà không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng ai ngài biết làm sao phân biệt khỏi sai, vội vàng xin Phật chỉ bày, vì khó chọn lựa
khách đến đi ơi mạc quân minh. Cha khi ra sách tiêu hành à, xưa nay như nay khó nhìn khó phân. Phật mới bảo nàng nên biết xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thâm về nhìn. Người có biết cơ sao đen nhẹ, bởi đàn bà xanh này đẻ mà ra. Xanh con ba đâu quyết trai, tám học bốn đâu sửa hòa nuôi con. Vì cơ ấy ao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. À, Phật thi ân dạy bào phương pháp nào bảo hiếu sống thân. Thế Tôn mới bảo lời rằng vì người ta sẽ phân trần trước sau. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con mười tháng cô mang. Tháng đầu thai đầu tở xương, mai chiều dình giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sơ đặt, tháng thứ ba như cột quyết ngân. Bốn tháng đã tưởng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện xanh rõ ràng. Tháng thứ sáu lột căng đầy đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt mà xương. Lại thêm đủ lộ chân lông, cộng chung đến số tám muôn bốn nghìn. Tháng thứ tám hoàn toàn tán phù, chín tháng thì đầy đủ vóc hình. Mười tháng là đến kỳ sinh, nếu con hiếu thuận xuôi mình ra bằng ngô nghịch làm buồn thân màu ơi. Nó vẫy vòng mày đạp gỗ lung tung, làm cho cha mẹ hài hùng. Mà sự đau sự khổ không cùng tỏ phân, sanh được con muôn phần phải lạc. Cùng quy như được bạc được vàng, Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, mười tháng trường chú đáo mỏi bề. Đè gấm mà ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba tâm mừng nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vẫn chẳng lai. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho
còn khi ngủ ước mẹ nằm khô ráo phần con. Từ sao xuống nước nhai cơm miệng con nó ấm chẳng nhàm chẳng ghê. Điều thứ bài không chê ô quê giặt đồ dở của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nợ chia riêng nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng giàu phải mang nghiệp chướng cùng cam. Tin sao có lời thì làm chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốc dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Phật lại bảo nên nên biết trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người mười phần mê muội cả mười không tường ơn trọng đức dày sông thân. Chẳng kính nên quên ân trái đức không xót thương dưỡng dục cù lao. Ấy là bậc hiếu biết bao thì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cô mang mười tháng cực khổ dường gánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặng vì thai cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết sanh đặng rồi tinh quyết dầm về. Quy như thọc quyết châu dê nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc ăn đắng cay bùi ngõ phần con. Phải tâm phải giặt rửa trôn biết rằng dơ dây mẹ không ngại gì. Nằm phía ước con nằm con ước áo ước chân gây ra ghẻ chấp khắp thân. Tiếng con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn ba năm bố nương sữa mẹ thân gầy mòn nào nể với con. Khi con vừa được lớn khôn mẹ cha dạy bao cho con vợ lòng cho đi học mà thông trí tệ dựng vợ chồng có thể làm ăn. Ước mong con được nên thân giàu cho cha mẹ cơ bằng quản chi. Con đau ấm tức thì lo chạy dù tốn hao cách mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đắng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sanh bằng non điền
quản thi làm mà lỗi bị rầy. Chẳng tuân thì chớ lại bài ngộ ngang, ôn cha mẹ phòng mà mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nổ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lệ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sông đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng. Trai ngang trong bán mỏi đàn, ra vào lùi tới mắng ca người chán. Vì lâu mạng tánh quen làm bướng, chẳng kể lời trướng thượng giải chân. Lớn lên theo lối hung hăng, đã không nhẫn nhìn lại càng hành hung. Bỏ bạn lành theo cùng mà chung giữ, nó tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, sao lập thân tìm kế sanh nhai. Hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân linh giấy đời lập công. Vì ràng buộc đồng công mỗi nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sợ lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, với phần nhiều vô hy mà thôi. Sau khi phá hết của rồi, phải tìm phương thế kiếm đôi đồng sài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù ngục phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hãy tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thương con than không u sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vấn vương. Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẻ, phải bỏ mình làm quỷ dữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, trà định tố điếm phố phường ngao du. Cứ mài mệt với đồ bất chánh, chẳng mấy khi hôm sớm dân an. Làm cho cha mẹ than gian, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu, không ai nuôi thiếu thốn mọi điều. Ôm đau đôi trách kiều riêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Vẫn con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hoàng.
vật trong nhà, dễ sai dễ kiến hơn là nam nhi. Xong đến lúc tòng phu xuất gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình. Trước còn lai vạn quyến thăm, lần lần ngủi lạnh biết tâm biết nhà. Quên dưỡng dọc sông thân ơn trọng, không nhớ không mang nặng đẻ đau. Chẳng lo báo bộ cụ lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thai. Nếu cha mẹ la rầy quơ măng, trở sân lòng hờn giận chẳng chồng đành liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Nghe Phật chỉ cho mỗi đàn trong hàng đại chúng, lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy cùi, đắp vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lò chân lông thải điều rơm máu ướt đầm cả thân. Đến hôm mê tâm thần bất định, một giây lâu mới từng than rằng: bọn ta quả thật tội nhân, xưa nay chẳng cho không hơn người bồ. Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan. Tôi tình khó nói than vang, làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu. Trước Phật cố bia lăng, làm sao bao đáp thù ân. Tỏ lòng hiếu thuận sống thân của mình, Phật bèn dùng phàm thanh sao môn phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương báo đáp cho vừa sức đâu. Vì có người ơn sâu giống trà, cầu mẹ cha tất cả hai vai. Gia vòng hòn núi tu di, đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa dừng. Vì có người gặp cơn đói rét, nuôi sông thân dân hết thân này. Xương nghiền thật nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Vì có người vì cống sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng sông ngươi. Chiều thân mù tôi như vậy, đến trăm ngàn kiếp hơn này thấm đâu. Vì có người cầm dao thiệt bén, mổ bụng ra rút mất tâm can. Quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thăm mong đã
mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào. Tuy là sự khó biết ngày bao trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì ân dương dọc mà tự treo mình cũng Phật thế đèn. Cứ treo như vậy trọn năm trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Vì có người xương nghiền đã mở hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng phiền à, đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Quy có người vì công dương dọc mà nuốt sắc nông thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ơn chưa đền. Nghe Phật nói thầy điều kinh khủng, giọt lễ tràn khó nói cầm ngăn. Đồng thanh bạch Phật lời rằng à, làm sao trả đặng ơn thâm sông đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sao đây. Các người muốn đáp ơn này à, phải toán biên chép kinh à, đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì à, chuyên quấn tùng cùng ăn năn những tội lỗi xương, cúng dường tam bảo sớm trưa cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Trầm tăng bài đến kỳ tự tư thập phương tăng đều giữ lễ này, xăm xăm lễ vật đủ đầy chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dâng. Đăng cầu nguyện sông đường trường thọ hoặc sanh về tình độ an nhàn, ấy là bao đáp thù ân sanh thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đinh ninh hãy nên đi giáo phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thai. Sau khi chết địa đài vào ngục mơ ngủ vô gián cũng gọi á tì. Ngục này trong núi thiết ngà vi vách phên bằng sắt dây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy đốt tội nhân hết thảy thành than. Có lò nấu sắt cho tan rót vào trong miệng tội nhân hành hình. Một quả đủ cho người thọ khổ lột thịt
giá đào thấu tâm can. Lại có gió sắc rắn gan phun ra khói lửa đất đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt bắt tội nhân nằm cặp đó sâu. Rồi cho một ngọn lửa hồng mà nướng quay kẻ tội gia phong thực theo. Móc bằng sắt thương đau gươm dao trên không trung đổ tháo như mưa. Gặp mai chém nấy chẳng chưa làm cho thân thể hình phạt vô phương kể hết. Mỗi ngục đều có cách trị riêng, như là xe sắt phân thấy chim bưng mổ mắt trâu cài lưỡi lên. Chớ chi đằng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề ngô nghịch sông thân. Chúng ngươi đều phải ân cần thừa hành các việc phân trần phạm trên. Nhất là phải kinh này in chép truyền ba ra cho khắp đông tây. Như ai chép một quyển này quy bằng đằng thấy một vì thế thôn. Nếu anh đặng muôn ngàn quyền ấy thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên. Do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ấm hộ ý như sở nguyện. Cha mẹ đang xa miền khóc lành, lại quá xanh về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng. Lại quát nguyện thà thân này nát ra bụi cho chẳng này. Dầu cho lưỡi kéo trâu cài đến trăm ngàn kiếp, lời thầy không quên. Quý như bể ba thiên đao kiếm, khắp thân này đâm chém phần thây. Hoặc như lưới trôi thân này trải rắn ngàn kiếp, lời thầy chẳng sai. Vô thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn rã rời. Đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A Nan kiền thiền đảnh lễ cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh tụng trì chuyến tu hành. Phật mới bảo A Nan nên biết quyển kinh này quá thiệt cao xa, đặt tên báo hiếu mẹ cha cùng là ơn trọng thiệt là
chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn chú đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật dạy đành rằng bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui, tại một lòng vâng theo lời Phật và kính thành tinh chất vẹn tiền, đồng nhau tổ tại Phật tiền nhất tâm đánh lễ rồi liền lui ra. Nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát ấy, nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát, nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát. Kinh tinh qua trí huệ tại thực hành trí tuệ, bát nhà ba la mật sáng ngời. Bây giờ Bồ Tát quán soi thấy rằng năm quân ba đời đều không vượt tất cả các vòng khổ ấp. Hãy nghe này xá lợi Phất ông, sắc nào có khác gì không, không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. Cả thọ tưởng thức hành cũng thế, tánh chân không các pháp viên thành. Thái điều chẳng diệt chẳng sanh, chẳng nhơ chẳng sạch chẳng tăng giảm gì. Trong chân không chẳng hề có sắc, chẳng thọ tưởng hành thức trong không. Mắt tai mũi lưỡi ý thân, sắc thanh vị xúc pháp hương không còn. Không nhãn thức đến không ý thức, không vô minh hoặc hết vô minh, không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết thật tình cũng không. Không trí tệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu. Bấy lâu Bồ Tát giữa vào ngoài trí ba la mật thẳm sâu thực hành. Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, mọi việc đều chẳng khiến quảng kinh. Xa lìa mộng tưởng đạo điên, niết bàn rốt ráo an nhiên thâm. Ba nhà ấy rõ ràng trí tuệ, mà ba đời chư Phật nương vào chứng thành quả giác tối cao. Nên xem bát nhà thâm sâu, đó là lời thần chú sâu xa bậc nhất. Lời thần chú rất mật quang minh, thần chú cao cả anh linh, là lời thần chú thật tình cao siêu. Trừ dứt được mọi điều đau khổ, đúng như vậy muôn thọ không sai. Ngài liền tuyên nói chú này, để người trì niệm sáng bài chân tâm. Yên đây, yên đây ba la, yên đây ba la tăng, yên đây bồ đề tát bà. Yên
Đại hải chúng Bồ
đến đất liền chúng đức nơi
nhân kiệt, dòng giống của tổ tiên. Nguyện sống đời trong sạch, góp sức dần tương lai, nương nhau cùng tồn tại. Xin nhớ ơn muôn lời, nhờ Phật con được biết ân nghĩa của mẹ cha. Công ơn thầy dạy dỗ, ơn muôn lời bao la. Phật lại dạy cho con lẽ sống của cuộc đời, là thương yêu tình thức giữa thân trầm đầy giới. Tri Phật như trăng rằm mà soi sáng chốn tối ngà tâm, giúp con thấy được pháp xóa sạch hết mê lầm. Như người mù được mắt, kẻ bệnh nặng được lành. Phước lớn con gặp quạt, không hạnh phúc nào bằng. Nguyện tinh tấn tu học, mà nói dòng Phật ở đời. Dù gian khổ không lơi, để đền ơn Đức Phật. Núi mòn giả chẳng mòn, lòng hiếu kính sắc son. Nguyện đền bốn ơn nặng, chư Phật chứng lòng con. Đệ tử chúng con ấy vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy gặp hỏi Vu Lan. Phạm vô quy hoàng đốt hương đằng lệ, mười phương tam thế Phật pháp thánh hiền. Nói gương đức một kiền liên, nguyện làm con thảo lòng càng áo nào. Nhớ nghĩa thân sinh, con đến trưởng thành. Mẹ dạy gian khổ thừa tự tư, hoặc hiện tham thiền. Đại đô thiện duyên vô niệm chớ, bài kiếp cha mẹ chúng con đường nhường mưa
còn tại thế thân tâm yên ổn, bất nguyện tu trì đã qua đời ác đạo xa liền, trong thành Phật qua ngưỡng mong can đức như là lai khắp cõi hư không, từ bi gia hộ tụng kinh là hạnh tốt lành là vô biên phước đức rằng dành chúng mà sanh. Cả hàm linh thải đều to ngộ phẩm kinh diệu quyền, nguyện tiêu ba chướng não phiền được nguồn trí tuệ phá xiền vô minh, nguyện trừ tội chướng điều linh hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm, nguyện sanh cõi tình siêu phàm mà hoa sen chính phẩm là hàng mẹ chan, qua nở thấy Phật hiện ra vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền, nguyện đem công đức hiện tiền về khắp cả các miền gần xa, con và cha mẹ ông bà chúng sanh giác ngộ chán hòa pháp thân, con xin nương tựa Phật bậc phước trí viên thành, cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành, con xin nương tựa pháp nguồn tuệ giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm, con xin nương tựa đoàn thế sống an vui, cầu tất cả chúng sanh hòa hợp